Tại Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Tham dự buổi lễ có Phó Thống đốc tỉnh Osaka, Đại sứ Himeno Sutomu và đại diện chính phủ Nhật Bản tại khu vực Kansai, các nghị sĩ, lãnh đạo một số tỉnh thành phố, tổ chức hữu nghị Nhật Việt và đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại khu vực Kansai. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh, trong suốt 79 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, và là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ hai vào Việt Nam. Quan hệ giữa khu vực Kansai và Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa và hợp tác kinh tế. Phó Thống đốc tỉnh Osaka Yamaguchi Nobuhiko đã đọc thư chúc mừng của Thống đốc tỉnh nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc do các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện.